Dạ bạn, nay mình đi giăng lưới cá lồng tông nè. Sẵn mình đi ruộng mình giải phân cho người ta rồi, thấy nó cá lồng tông nhiều quá. Cho nên mình đi giăng lưới cá lồng tông về kiếm ăn giải phân. Cái sẵn thấy ở dưới cái đường nước này nè, có cái mấy con cá lồng tông nó nổi nhiều quá các bạn. Giờ mình giăng lưới về kiếm ăn luôn. Kiếm được bữa cơm. Bữa ăn cơm. Giờ mình giăng lưới kiếm mới. Ta giăng một chỗ rồi giờ mình kéo đi. Coi cá chín nhiều luôn quá. Quá trơn luôn rồi. Giờ mình kéo đi dài dài nữa các bạn. Kéo dài cái tới khúc nào cái mình ốp vô cho nó dính. Cho nó ốp bắt mấy con cá nha, trong mấy bờ nè. Chạy vô trong bờ cái mình ốp lại. Kéo dài dài cái mình đi lội ngang cái mình ốp vô. Ốp vô cái mình bắt mấy con cá trong cái khúc đoạn này nè. Vậy đó nó dính mới nhiều các bạn. Này dính cá là mỏi mắt luôn các bạn ơi. Mỏi mắt lưới á. Để giờ mình cuốn nha, để hồi nó nhiều quá. Rồi, rồi. Đây nè. Giờ mình cuốn xuống đây, tiếp tục. Giờ mình cuốn lưới các bạn ơi. Nhiều rồi, dính quá nhiều rồi mà không nổi à. Coi nè. Quay ốc tính luôn vậy. Qua chút nữa bắt à. Dính dính mỗi ma như mỗi mắt luôn á, mỗi một lưới là con. Trời ấy giờ tao lái trên thôi là lượng dưới gì tao nắm ra trên thôi. Trên phòng gì. Nó là lưới nó phòng quá. Trời nó vậy mới vũ được chứ ngồi giấy nắm vậy ngon hồi sao vũ. Vũ gắt lưới hết. Dằn như dằn còn như còn. Này phải không làm chim bổn ha. Này sao ươm này dính quá trời. Quá trời. Rồi. Còn chút nữa thằng mà lưới rồi. Đây nước này là nuôi cá mà. Cá nuôi vậy. Biết nhiều đó. Ê. Cá thấy ham quá. Về mà chắc cũng không nổi luôn. Mỗi con nhỏ nhỏ không à. Ê. Cá đây các bạn ơi. Quá xa cá luôn. Này cả ký mấy 2 ký rồi các bạn. Quá xa cá luôn. Ê, rồi đi vô Vũ. Vô Vũ tao mặn mớ ra. Chưa có lượng thịt dưỡng. Dạ nó được bình thường chứ có đâu. Ê, Vũ. Vũ cá các bạn ơi. Mình đây mình vũ xuống vậy là nó gớt xuống à. Lắm. Các bạn thấy hay không các bạn? Nếu thấy hay hãy nhớ cho mình một like, một đăng ký nha các bạn. Mình cũng gần được cán mốc 1.000 người đăng ký các bạn ơi. Cái nhớ ủng hộ kênh mình với nha các bạn. Đứng thì nó văng vũ văng. Da vũ văng mình này văng. Đứng nó văng vô máy. Dính quá xa dính rồi. Chỉ cái cách này mới mau thôi. Tao làm mấy con nhận ngoài. Đúng đi. Không để nè, hồi nhiều quá à. Mần quay đi. Mần cũng nổi. Còn dính trong đây còn nó dính cái đầu quá sâu rồi. Cá nó dính cái đầu sâu quá, lũ cũng ra. Mình phải ngắt. Nó mới rớt xuống được.
Rồi. Vũ nó rớt còn nhiêu còn các bạn ơi. Nhiêu mình ngắt cái đầu, dính cái đầu vậy nè, mình ngắt nó ra là nó cũng rớt ra là. Nay mình giăng lưới cá lồng tông vì mình làm gì ăn cũng được hết trơn các bạn. Co khô hay gì chiên bột cũng được nữa. Mình thấy nó dính nhiều quá, nó nổi nhiều quá nè, mình mới đi giăng. Nhiều quá mình mới giăng nó chứ sẵn đi làm mình thấy nhiều quá nè, lấy lứa mình giăng. Giới thiệu cho các bạn cá lồng tông ở Đồng Tháp này nó nhiều vậy đó. Nhiều quá xá luôn, lâu lâu cũng đổi món ha các bạn. Thành quả mình nay được như đây nè. Giờ mình vũ lưới cho cá nó văng ra hết trơn nè các bạn. Giờ mình gom lại mình bỏ vô trong cái gỗ nha. Vũ vậy nó mới lẹ quạt ra, chứ để gỡ từng con lâu lắm. Gom vô đi, hút vô. Hôm nay mình đi làm mình sẵn thấy cái nhiều quá, cái mượn nhỏ con mình theo nó quay chia sẻ với bà các bạn nè các bạn ơi. Mượn nó quay cũng hơi không đẹp gì mấy, thông cảm nha các bạn. Quay năng động chút nó quay thấy bự lên phát to lên quay chim thấy nhỏ chim không thấy. Giờ xong rồi các bạn ơi, giờ mình túm vào bờ, mình hốt vô cái bịch nè, mình đem về. Còn một ít rồi chờ để cho ông anh này ông ăn nữa, phụ nữa, chứ nhiều quá mình mần cũng không có nổi các bạn. Giờ mình túm vô bịch nè, đem về nhà mình mần. Mần cái này cũng lâu lắm các bạn ơi, nó ngắt đầu nó lâu lắm. Giờ còn ít để lại cho ông anh đi, ông ăn phụ. Thôi giờ mình cũng xin dừng clip nha các bạn. Hẹn lại các bạn vào các clip sau nha. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh của